Hello anh em, chào mừng. Được không? Chừng không? Cao thấp không? Tao bay được chưa? Còn lên trên được không? Ngang đúng không? Thế thì phải như này. Đây thì phải ra từ từ. Em bảo bạn ấy cho. Đây này, em bắt nó lên tầm này một tí nữa này. Cho tầm này này. Con này là Isuzu PS91 này. À, mặc dù tay gương của nó đưa về trước nhưng mà em trai vẫn quyết định là thường thường là không có cái tay gương này đâu, nên em trai em cấy thêm gương tròn rồi, nhìn đầu rồi. Nhưng mà em vẫn muốn thêm một cái gương phụ để nhìn hết cái sườn xe các bạn ạ, vì sườn xe nó rất là khuất, gương này nó bé quá, và em muốn một gương đây. Gương này rất đơn giản các bạn nhá, cái cốt này của mình nó vừa luôn này, cốt phát vừa luôn. Đây là gương SL hàng xịn, đây các bạn nhìn này, đá hết này, đó các bạn thấy không, đá hết góc luôn. Lên trên nữa pin nữa đấy, đây tầm này nó vào ôm đó, tầm này đấy, bóp nó vào trong đấy. T14 sang bắt gương vào trước, bắt gương bên ngoài vào trước còn nhanh hơn. Đấy, đây mình đang lắp một đôi gương cho con TKR nhìn hết điểm mù đằng sau luôn nhá. Con này để em nhìn thấy góc sườn đằng sau đúng không? Vâng. Chuẩn không? Vâng. Nhà đá hết được chưa? Hết luôn rồi đúng không? Đó, em trai công nhận là hết luôn các bạn nhá. Rất lép luôn. Đấy các bạn thấy không? Đây là tất cả dòng dụng Kia K165 này, K3000 hay là Isuzu. Thì các bạn là gương mà bé quá mù đá đằng sau thì ta lắp thêm một gương phụ này. Đó, gương phụ. Con này là em cấy sai rồi. Lẽ ra là em cấy cho nó cong thêm một tí nữa thì là nó sẽ nhìn được cái góc này của em này. Cái này em cấy nó bị thẳng quá, thành ra là nó không nhìn được góc này, thì muốn chắc chéo thôi. Đó, rất đơn giản các bạn nhá. Đây là một trong những cái bài mà cực kỳ hay luôn. Đấy, đây cái tắc kê này em trai phải mua được tầm khoảng gần 25 rồi. Từ dịch năm ngoái rồi, bao nhiêu rồi? Đấy, gần 25 rồi các bạn nhá. Đó, chạy vẫn ngon luôn. Tháo ra rất dễ các bạn này, nhưng mà ấn vào thì trong này thôi, không bay được đâu không? Trong này trông rất, các bạn nhìn này, trông rất đơn giản thôi này, nhìn này các bạn này, kẹ bắt ra luôn nhá, nhưng mà cực kỳ khó bay luôn. Đó, trông đơn giản cực nhưng mà rất là khó luôn. Đấy, mình bắt nó vào trước, bắt nó vào trước xong ra kia cầm cái T14 xoáy vào xong. Đây các bạn ạ, đây cái gương tròn nhỏ các bạn nhá. Cái gương này thì nó sẽ có một cái gương và một cái bát. Cái bát như này này các bạn này. Đây, cái hàng loại 1 của nó thì bát nó rất là to. Nó sẽ vừa được tất cả các cốt gương, cốt tay gương từ Kia K165, K3000 lần Isuzu. Đấy, còn nếu các bạn mà mua gương rẻ tiền, cốt nó sẽ rất là bé, nó sẽ không vừa. Nhà mình nhập gương xịn của hãng, cốt to luôn, anh em bắt vừa zin luôn. Đó, các bạn thấy không, rất hay luôn. Đấy, em trai nhìn phát hết xe luôn. Đấy, cái T14 bắt cho bạn luôn. Đơn giản nha các bạn nha, mình bắt phát là vừa luôn này. Đấy, xoáy như thế. Đấy, gương này như thế này. Đó. Lấy cái mắt này đi, xoáy đi bên. Xoáy cho cả tàu kỳ quay ra chiều kia. Rồi, từ anh, từ. Đấy nha, một xoáy được rồi. Đấy, hiểu không? Đấy, như thế nó mới đúng biết cái xoáy. Đó. Đây, bằng tay luôn. Cho chặt. Rồi tới tay là được. Rồi xong. Đấy. Rồi em trai này anh nhìn thử ra. Anh nghĩ chắc là như này hết tầm xe. Không còn gì hơn nữa rồi. Đó, hai con gương phụ các bạn nhá. Khi các bạn mắt thì chắc là nó sẽ bị khuất một cái góc này nhỏ thôi, nhưng mà rất là ok luôn. Ok chưa em? Ok không? Ok không? Ok luôn. Đó, nhìn hết luôn các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy không? Rất đơn giản luôn này. Đấy. Đây là gương phụ các bạn nhé. Đấy, mà bắt đúng như này luôn, ok luôn. Kia Isuzu. Đó, thế là mình đã chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn một cái bài xử lý góc mù của chiếc xe Isuzu Hilo Kia. Đều làm như vậy hết. Đấy, ok em trai. Gương này gương rất là rẻ thôi, nó không đáng bao tiền các bạn nhé. Đó, ok luôn. Có gì đâu em? Có gì được không? Ok, bảy mươi trăm thôi. Thank you em, chào nhá. Ừ, anh cảm ơn em. Anh em có gì ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 09788
23083 và 09788 23038 cũng như là 0243 881 6426. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Em trai đá hết góc cạnh xe luôn. Thời điểm trai rất nhiều.